Chào mừng mọi người đến với kênh Library. Đăng ký để theo dõi những cái video hay nhất của kênh. Đây, hôm nay là mình tiếp tục đi ăn ốc. Thì hôm nay là vợ mình rất thích món ốc này, là món gì? Ốc muỗng. Ốc muỗng nướng muối tiêu, muối tiêu xanh. Đây, món này bà vợ mình rất thích nên phải đi ăn. Cảm ơn cái món này nè. Cái bộ mình đi chiếu đi quay thôi, vợ mình đi ăn. Rồi ơi, hãy quan sát cái món này là món gì ấy, mỡ gì đúng không, nướng mỡ gì á, xào chiếu nướng mỡ hành. Này là mọi người nghĩ đâu, bạn ốc làng ốc quán đầu tiên à, quán của thấm. Ngày đi ăn một quán. Kiều ngày nó đi ăn một quán nó đi ăn cho biết. Nè, chia trong bao cái gì của bạn cầu đây. Thịt báo lên miên. Đây mới xuất hiện một cái món mới là món gì ạ? Mọi nhìn thử món gì? Ngò hấp thái của bạn cầu cầu. Nhìn thấy là lạ. Món ngò hấp thái của bạn cầu cầu nè, đó. Thôi mình đỡ cắm như thế này đi. Bỏ đây. Sao bỏ bỏng con vậy? Mùi nó là lạ không? Xong quả chai thì tìm muối xanh nào. Cơ bở đi nè, thấy nha. Đó, đúng rồi. Rồi thôi, mình đang đây mọi người, là mình sẽ về video của mình nhé. Rồi, chào tạm biệt mọi người.